người khác đầu tư có lời còn bạn luôn thua lỗ vậy bí quyết đầu tư là gì đó là khi nhà đầu tư có giá mua tốt lẫn giá bán tốt tuy nhiên để xác định mức giá khi nào nên hành động không phải là dễ dàng làm sao để bắt kịp xu hướng của thị trường dựa vào đâu để dự đoán giá của stock hay coin lên bao nhiêu xuống bao nhiêu trong thời gian nào hiểu biết phân tích kỹ thuật chính là chìa khóa giúp bạn giải mã những câu hỏi trên. Công cụ dự báo giá chính là nền tảng của nhà đầu tư tài chính. Làm chủ kỹ thuật đầu tư ngay với khóa phân tích kỹ thuật độc quyền tại Mậu Bùi Finance Academy với sự dẫn dắt trực tiếp bởi CEO Founder Mậu Bùi người đã giúp hàng trăm học viên làm chủ thị trường đầu tư có lời bền vững. Khóa học trực quan, sinh động, thực hành ngay trên lớp với những nội dung nổi bật như xu hướng thị trường, tìm hiểu nến nhật, mẫu hình khối lượng giao dịch, hiểu rõ về các chỉ báo và sử dụng Trading View. Học viên phân tích kỹ thuật cùng Mr. Mậu Bùi sẽ được hỗ trợ trong và sau khóa học, đăng ký một lần, quyền lợi trọn đời. 4 buổi live cùng Mr. Mậu Bùi với 20 giờ học, 40 bài học. Học lại mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị. Còn chần chừ gì nữa, đăng ký ngay khóa học phân tích kỹ thuật cùng Mậu Bùi Finance Academy. Đăng ký bằng cách gọi ngay đến toll free 866 212 3389 hoặc truy cập vào đường link bên dưới. Do tài chính vững vàng trên mọi quyết định đầu tư. Đây có phải là những điều anh chị muốn đạt được khi tìm đến phương pháp đầu tư crypto? Đã có độ vui finance với khóa học đầu tư crypto toàn diện từ basic đến advanced giúp anh chị nắm vững kiến thức đầu tư từ cơ bản đến chuyên môn trang bị kỹ năng quản lý nguồn vốn, tài chính hiệu quả, hiểu rõ bí quyết đầu tư ngay cả khi thị trường đi xuống, sử dụng hiệu quả công cụ margin, spot, future, mua được coin chỉ giá 50 đồng lãi đến 5.000 đồng, lợi nhuận sẽ nhân 5, nhân 10 nếu anh chị hiểu luật chơi. Đăng ký ngay số lượng có hạn. Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh youtube của Finance. Những ngày vừa qua là những ngày mà các anh chị ở trong VIP Và đặc biệt là cao của Mậu đã gói chung mà tăng trưởng rất nhiều Mặc dù thị trường đi xuống và đi lên rất khó chịu Nhưng mà mọi và các anh chị ở trong VIP chẳng hạn vẫn kiếm tiền khá là ổn nha Và như title ngày hôm nay cũng đã nói là Dogecoin nó đã về tới cái vùng giá target của mẫu đã lúc trước mình vẽ cho các anh chị đó Ok, khoảng tầm 13 cent, khoảng tầm đó ha, 13 cent mấy đó à, Tí nữa một số show lại cho các anh chị và các bạn coi thử là lúc trước mình vẽ tới đâu. Ok, nhưng mà nó đã đi tới nơi rồi nha mọi người nha. Vậy thì bây giờ tiếp theo những mức giá nào chúng ta có thể suy nghĩ để mua Dogecoin hoặc là những coin khác như Shiba hay là Bitcoin chẳng hạn. Tại vì hiện tại bây giờ trong thị trường crypto nó đang có một đợt điều chỉnh giá thì liệu rằng đây có phải là cơ hội để chúng ta tiếp tục chúng ta vô chúng ta mua ở những mức giá thấp hơn và đây có phải là cơ hội mà chúng ta đã chờ bao lâu nay hay không thì tất cả mọi thứ mẫu sẽ phân tích trong buổi livestream ngày hôm nay thì cũng như thường lệ thôi nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với kênh youtube của mẫu thẻ nhấn subscribe với lại bell kênh bên dưới để follow mọi những buổi livestream cũng như là những cái video tiếp theo còn nếu đây là kênh quen thuộc của mọi người rồi thì like và share giúp mẫu nha ok chúng ta sẽ bắt đầu luôn ha hôm nay mẫu sẽ coi cho quý anh chị và các bạn uh, khoảng tầm là maybe nửa tiếng đến 45 phút rồi sau đó chúng ta cùng nhau đi qua bên Discord chúng ta sẽ live trade free cùng với nhau để chúng ta kiếm tiền đêm khuya nha mọi người nhé. Giống như anh chị nào, các bạn nào mà thấy là những ngày vừa qua mẫu là post trên phòng profit vip profit ở bên Discord của mẫu thì ầm ầm luôn, Đến xuống cũng ăn, đến lên cũng ăn. Thì đương nhiên trong trong những cái lệnh đó sẽ có một vài lệnh uh, thua nhá chứ không phải lúc nào cũng ăn 100% nha mọi người nhé. Nhưng overall là gì? tổng uh, tổng kết lại á, thì một có chụp một cái tấm hình đó là thống kê của sàn Max là cái nơi mẫu trade future ok uh, và trong vòng vỏn vẹn 4 ngày vừa rồi thôi account của một đã grow gần một nghìn năm trăm phần trăm gần một nghìn bốn trăm năm mươi chín phần trăm thì phải thì coi như mình um, tròn coi như là một nghìn năm trăm phần trăm đi tương đương là gấp 15 lần số tiền vốn của chúng ta bỏ ra chỉ vòng vẹn trong vòng 4 ngày mà thôi Ok, thì những anh chị nào chúng ta mong muốn được nhìn chứng kiến lên uh, cái tấm hình đó thì chúng ta nhớ tí nữa cùng nhau qua live trade free và ở trong phần free chat cũng như là VIP profit một cái post lên như vậy thì những ngày vừa qua những anh chị nào mà trong VIP follow một những cái lệnh vừa rồi á thì chúc mừng quý anh chị ăn là hơi bị đã luôn nha Ok, rồi, thôi bây giờ mình vô luôn nha Ok Cái con SVG này là một trong những con mà uh giúp cho mẫu build up account rất là lẹ trong những ngày vừa qua Đánh nó giật lên giật xuống mọi người thấy không biên độ dao động nó rất kinh khủng vì vậy á, con này là một những con mà mẫu đánh uh, kiếm tiền đánh lên đánh xuống để kiếm tiền ha mình đánh mình trade á, để mình kiếm tiền hàng ngày á, thì mình kiếm những con nào có volume khủng biên độ dao động lớn để mình uh, giống như mình vô mình you know, mình kiếm tiền chứ nó đi nhỏ xíu rồi sao mà kiếm tiền đúng không rồi thì cũng như thường lệ chúng ta sẽ vô phân tích bitcoin ha của oh, actually chó này mới đúng nè đây Ok, hôm trước á, là một expect sẽ có hai trường hợp là đi đi lên một chịp xong mới rớt Và thực chất thì nó không chính xác lắm mà nó rớt luôn nha mọi người nhé Đây mọi, mọi nói là ban đầu thì mọi vẫn giữ cái trade plan này Nhưng mọi đang nghi là thị trường sẽ có một đợt rớt xuống Ok Đó, thì đây mọi người thấy không một Đi lên một nhịp, mọi mộ nghĩ là đi lên một nhịp cả 76 ngàn cơ Mọi nghĩ lại lên tới đó cơ Để nó quét hết subplot, lot, short rồi bắt đầu nó mới rớt xuống nhưng ai ngờ đâu nó rớt tới nơi luôn Hôm trước một kêu là rớt về 60.400 đúng không ạ Thì cái râu nến này mọi người nhìn thấy không Nó về tới 60.000 Nó về tới 60.000 luôn nha mọi người Nó về 60.000 rút một cái chân Ok Bitcoin Thì như thế này ha Giống như một nói rằng á Trên Youtube một đưa ra các anh chị là Youtube một livestream một tuần hai lần một đưa ra những cái trade plan OK, trade plan này thì các anh chị cần phải đợi. Ví dụ như một lên YouTube, một mới update lại cho các anh chị, thì mới biết nó đi như thế nào. Nhưng các anh chị trong vip á, thì ví dụ như một thấy tình hình nó đảo liền, thì một sẽ đưa ra lệnh liền ngay lập tức là lệnh short hay lệnh long Thì bữa giờ cái lệnh short này ăn rất là đã luôn nè mọi người. Cái lệnh short này khiến giúp cho cái account của một là grow là 11 lần ở trong vòng vỏn vẹn có một hai ngày. À. OK, là đánh rất là rất là đã luôn, cái okay. short đánh cũng ăn đã nè vừa rồi đó, hôm nay hôm qua này kia đó. long short gì đánh cũng ăn rất là đã luôn. Ok nếu mà quý anh chị nào biết chúng ta biết đánh future đó, thì có thể tham gia vào một buổi vip để nhận lệnh và cùng đồng hành với một. À, còn những anh chị nào chúng ta chưa biết nó ra sao như thế nào yên tâm đi trong vòng khoảng tầm nửa tiếng bốn mươi phút nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với nhau ở bên phần live trade free nha mọi người ha. Ok hiện tại bây giờ Bitcoin á Một nhìn thấy rằng nó đã rớt khỏi cái triangle rồi mọi người thấy không Nó rớt khỏi cái tam giác rồi Thì hai cái trade, cái trade plan này thì nó đã nó đi được đúng 1, 2, 3 Đi được 3 Ờ uh, Đúng là đúng 3 nhịp nè Nhưng mà nhịp thứ tư nhịp thứ cuối cùng á Thì nó đi được có 2 phần 3 chặng đường à. Ok là rớt là rồi Thì bây giờ mình không còn đúng nữa Còn cái này thì một expect nó lên nhịp xong rớt Nhưng mà nó rớt tới nó rớt luôn rồi Thì cũng coi như là chính xác được khoảng tầm 70% đi ok 70 80 phần trăm đi ha đó nó về tới nơi vậy thì sắp tới đây Bitcoin nó sẽ đi như thế nào Ok mọi sẽ có Bitcoin trước lúc bắt đầu sẽ một coi giúp cho, cho các anh chị và đặc biệt là tí nữa sẽ coi Dogecoin nhá Ok Dogecoin một biết rằng là cái con mà rất nhiều quý anh chị và các bạn mình quan tâm đặc biệt là người Việt mình đó Ok Doge, uh, say Bitcoin á một expect nhìn trên khung ngày như thế này á hiện tại hiện tại bây giờ Bitcoin nó đang có một cái vùng hỗ trợ khá ổn nè nó đang có một cái vùng hỗ trợ dưới này khá ổn nha mọi người nhé mọi người hãy nhìn nè nó rớt xuống dưới này là khoảng tầm nó dao động khoảng tầm 58 mươi tám có như năm mươi đi dao động tới khoảng tầm 61.800 cứ rớt xuống cái vùng giá này sẽ được bao sơn rớt xuống cái vùng giá này được bao sơn tuy nhiên á, khi mà chúng ta nhìn nè, trên khung 3 ngày nè <laughs> ok trên khung 3 ngày nha mọi người khung ba ngày khung tuần nè khung tuần này, khung tuần này. Không có khung tuần mình có thể mình có thể expect nó lên cao hơn một xíu nè. 63 mươi ba ngàn luôn nè chúng ta nhìn khung tuần thì như vậy ha 63 mươi nè đây yeah, mình có thể đây qua cái này ok rồi Đó. <laughs> thì một expect một expected là Bitcoin sẽ có một đợt bao nhẹ lên nhé mọi người nhé. Mẫu expect ok sẽ có một đợt bao nhẹ lên một chút xíu nữa rồi sẽ có thể là rớt nha tại vì chúng ta khúc này chúng ta cần cẩn thận nha. Tại vì Bitcoin halving chỉ còn 2 ngày 14 tiếng và 49 phút nữa là chúng là sự kiện Bitcoin halving nó dậy ra, nó xảy ra. Ok nó sẽ ra như vậy á thì chúng nó sẽ khiến cho cái thị trường nó sẽ biến động nha nên những ngày tới chúng ta cần cẩn thận một chút xíu nha mọi người ok những ngày tới là những ngày chúng ta nên cẩn thận một chút xíu ha rồi chờ một chút xíu cái nào ok à, thì bây giờ khúc này mọi người nghĩ rằng bitcoin sẽ cố gắng nó sideways ok bitcoin khúc này sẽ cố gắng nó sideways thôi ok rồi chờ một xíu cái nào ok khúc này á tại vì nhìn như khung 4 giờ thì mọi người nhìn này không nó giống như nó tạo là double bottom vậy đó thì expect có thể nó sẽ đẩy lên một nhịp nhưng mà khung 4 giờ bây giờ có SMA 200 xoay SMA 50 nó đã cắt xuống dưới SMA 200 cho chúng ta biết là dead cross ok dead cross khung 4 giờ nhưng mà khung 1 giờ nó đang muốn đẩy lên một nhịp Thành ra theo suy luận của mộ á, thì có thể là Bitcoin nó sẽ đẩy cố gắng nó đẩy lên một nhịp nữa nha. Mộ thì mộ nó đẩy lên một nhịp nữa khoảng tầm là 65 000 á. Có thể tới 65 000 hoặc cao hơn chút xíu là 60 cỡ 65.800 nha khoảng tầm này maybe khoảng tầm này nếu mà lực mạnh mua mà đẩy mạnh hơn nữa thì có thể tuốt lên lên 60 66.800 nhưng thì bây giờ mẫu sẽ lấy một mức trung bình là khoảng tầm là 65.600 thôi ha rồi sau đó mẫu expect nó sẽ có một được rớt xuống nè. Rớt xuống target 1 của mẫu sẽ là 59.000 nha. Đó, nhưng mà target của mẫu mong muốn sẽ đạt nó sẽ rớt về và chạm á, có thể là 56.800 đến 57.000. Ok, nó sẽ chạm SMA 100 trên khung ngày. Đó, ok. Và bây giờ chúng ta thử đo nhé Nếu chúng ta thử đo coi, chúng ta dùng Fibonacci retracement, chúng ta đo trên khung tuần, ok. Thì là Bitcoin nó sẽ về tới đâu Wow, technically á, nếu nó về tới Nếu nó về tới 57.000, 58, 657, 58.000, 657.000 Thì nó về ở khoảng tầm là 0.382 Fibonacci Retracement Thì cũng hợp lý thôi Nhưng á, nếu mà thực sự hợp lý hơn á, Thì nó phải về tới vùng giá khoảng 53.245 Hoặc lại sâu hơn chút xíu nữa là 51.000 Nhưng mà có điều á, để một double check lại một chút xíu nha để một double check lại một chút xíu coi à, những lần trước coi là Bitcoin nó về tới đâu hè. Nó cũng về cỡ 0.382 à. Nó, khi mà Bitcoin bắt đầu nó đang trong đợt bull run chi khung tuần á, nó chỉ về 0.83 à, 382 thôi, 0.382 Fibonacci retracement. Thì tương tự nếu thực sự mà Bitcoin lần này nó về một nghĩa là nếu muốn đi tiếp nha, nếu muốn đi tiếp lên khoảng tầm 90.000 đến 92.000 á thì nó sẽ về tầm khoảng nghìn uh, 56.800 tới 57.500 nha sẽ có một đợt rút chân ngay đó Ok còn đóng nến ngày thì có thể nó đóng trên cái đường uh, có thể đóng ngược lại phía trên 59.000 nha Ok thành ra một thấy Bitcoin vẫn còn một khả năng drop thêm một nhịp nữa và lúc trước mà cũng có warning cho các anh chị và các bạn rồi nó đi cao quá rồi và thường thường tháng tư là gì ạ à? thường thường tháng tư là gì xíu cái này. đây tháng tư là lời nói dối của bitcoin ok đây mọi người có nhớ không thường thường tháng tư là tháng đỏ trong những năm vừa rồi đó cái tháng tư là đỏ này mọi người nhớ không từ 2021 tới bây giờ màu nói rồi đợi nhớ hoài luôn tháng tư là ngày đúng ngày 17 tháng tư là nó rớt một cái rớt kinh khủng có nghĩa là giữa tháng tư ok và những ngày vừa qua là những ngày giữa tháng 4 đúng không ạ? Nó bắt đầu cái đây vài ba ngày. Đó, nó bắt đầu cái đây vài ba ngày thôi là bắt đầu rớt rồi. Nè, một ví dụ 1 2 3 4 5 khoảng tầm 4 5 ngày trước là khoảng tầm 12 13 tháng 4 là bắt đầu nó rớt một đợt rất là kinh khủng. Ok. Đó, thì cũng hợp lý thôi. That's why nó gọi là seasonal. Ok, chúng ta trade theo season. Và chúng ta phải nắm bắt được giống như là Bitcoin này, anh chị nào muốn có thể chúng ta search trên Google này Bitcoin monthly return nè để chúng ta nắm những cái trong những gì trong quá khứ nó xảy ra thường sẽ được loại trong tương lai nha mọi người nhá nhớ nha history repeat itself thì chúng ta coi những gì mà đã xảy qua trong quá khứ để chúng ta dự đoán có thể nó sẽ xảy lại ra, ra uh, xảy ra lại một lần nữa trong tương lai ok vì vậy giống như một nói rồi mà expect tháng tư ok là tháng drop à, mà không ngờ là vừa rồi mà cũng expect tháng 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 một thì nó không có đến nổi đâu uh, có thể là tháng đỏ nhưng mà không ngờ là nó cũng xanh được chút xíu đó, và tháng 2, tháng 3 là xanh lẻ le luôn. Nhưng mà cái gì đâu có thể nào mà xanh quá được mọi người nhìn nè. Nó xanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tháng liền. Bộ không lẽ không có những tháng đỏ đúng không ạ? Thì một expect trong vòng ví dụ như 2, cỡ tầm 2, 3 tháng nữa. Ở tháng này và tháng sau, có thể tháng này, tháng sau là Bitcoin nó cũng sẽ có những tháng gọi là negative. Tháng cho chúng ta lợi nhuận âm. Okay, để làm sao để lấy đạt tiếp tục nó đẩy lên những cái vùng giá cao hơn ok thì ví dụ như bây giờ mình nói nôm nay một cách vui vẻ đi đó là nếu mà thuyền muốn đi xa đi nhanh hơn á đi nhanh hơn á thì có phải thuyền nó phải nhẹ nó mới đi cho lẹ không ạ mà thuyền nhẹ là cái gì là những đợt check out ok là những đợt rớt giá như thế này khiến cho nhiều nhà đầu tư mới bước vào thị trường crypto đó, tâm lý không được vững và mua ở những cái mức giá cao á là họ bắt buộc họ phải cắt lỗ Ok, thành ra nhiều người bắt đầu người ta bán tháo ra khiến cho giá nó rớt xuống nữa. Ok. Rồi khi mà giá rớt xuống rồi gì thì tụi cá mập cá voi họ bắt đầu nhảy vào họ mua ở những cái mức giá tốt hơn. Nếu bây giờ Bitcoin mà không giữ được 56.800 thì cái vùng giá tiếp theo rất có khả năng Bitcoin sẽ về tới là 51.000 đến 53.000 nha mọi người nhé. Ok, thì mẫu thì tạm thời mẫu chỉ target khoảng tầm 50 56.800. Nếu nhưng mà có điều khi mà mới nhìn vào lại Mới check, double check lại cái Bitcoin monthly return á Mà trong vòng 2-3 tháng nữa nó phải đỏ Thì technically á Nếu nó có thể là 56.800 nó sẽ bao xây một nhịp trước Nó sẽ bao xây một nhịp khoảng tầm là 16-61.000 Rồi sau đó nó mới có thể là rớt thêm một nhịp nữa nha Về khoảng 51.000-53.200 là khoảng tầm này nè là ở dao động nó nói là 0.618 Fibonacci retracement là 49.300 đến 53.200 là 0.5 Fibonacci retracement hai con số này nè mọi người thấy không thì nếu nó dây du như vậy rất có khả năng nó về khoảng tầm 50.600 đến 51.000 lý do tại sao người nói như vậy lý do là nó xuống SMA 100 trong khung ngày thế nào nó cũng sẽ có một đợt bao lên bao lên 60.861.000 even cao hơn 61.500 luôn nhưng rồi nó cũng phải sẽ về một nhịp nữa Tại vì khoảng cách giữa giá trên khung ngày của Bitcoin và đường SMA 200 hiện tại đang hơi xa. Ok, đang hơi xa. Và những anh chị nào mà đã follow một trong một khoảng thời gian dài thì một lúc nào mà cũng đã nói lúc trước rồi, những đường trung bình giá hoặc uh, đường trung bình giá như thế này á, nó là vừa là đường hỗ trợ cũng như là một cái nam châm chẳng hạn nếu nằm ở dưới nè. Nó đang là một cái nam châm nó sẽ hút giá về. Hoặc à, một khi nó hút giá về như vậy từ khoảng cách mọi người nhìn đi, khoảng cách hiện tại này giá hiện tại với bi Bây giờ SMA 200 này cũng khá là xa nhé mọi người SMA 200 bây giờ nó đang ở khoảng tầm 46.800 mà nó chưa lên kịp Ok Thì muốn healthy á Thì Bitcoin cần phải rớt về những vùng giá sâu hơn một chút xíu nữa Ok để trăm 200 không ngại nó lên nó Nó chạm, nó đón Rồi sau đó nó sẽ tạo một cái base Ok nó tạo một cái base ở đây để củng cố rồi sau đó bắt đầu nó sẽ đẩy lên những cái vùng giá cao hơn nếu mà thực sự nó tạo cái base ở khoảng tầm 51 đến 53 ngàn ở đây á và sideway nhẹ một nhịp để build up cái cái đủ có momentum á một khi nó break out cả là đẩy một phát một mình có thấy là lên 94 95 ngàn luôn nha chứ không phải ít đâu Ok nhưng nó bây giờ cần phải hồi về một nhịp Ok và hiện tại bây giờ Bitcoin đã đóng 1 2 3 4 cái nến ngày dưới SMA 50 rồi và nó vừa rồi nó cũng có động thái lên test SMA 50 trên, trên khung ngày nè Ok, là 66.800 mọi người nhìn thấy không? Và nó chạm đúng cái đường trend line là đường kháng cự chéo. Lúc trước là hỗ trợ chéo, bây giờ là kháng cự chéo nè. Ok, và nó giật ngược xuống đóng một cái nến đỏ. Thì đây là những đợt tiếp theo để là một biểu và cao đánh short ở đây, chính là cái này nè. Ok. Nhưng mà hiện nhưng mà có điều nó rớt lại vào vùng hỗ trợ của con Bitcoin là dao động từ 59.000 tới 63.000 và nó được rút chân rút chân liên tục thì cho chúng ta thấy ở dưới này lực mua vẫn còn hơi mạnh Nghĩa là bây giờ nó sẽ cố gắng đẩy lên một lần nữa để nó quét những lệnh short và sau đó nó shake out một cái là rớt thêm một nhịp nữa. That's why một mới vẽ là nó sẽ đi lên một nhịp nè. Cỡ 65.700, cỡ tầm nó ha. Đó, lúc này nó sẽ lên, nó sẽ gặp S50 trên khung 4 giờ bắt đầu rớt xuống, có thể là bị làm kháng cự. Hoặc cao hơn chút xíu là 66.300 nha, khoảng tầm nó thôi. dao động trong vùng nó nha mọi người. Và bị reject khúc này nè. Ok, bị reject ngay chỗ này nè dao à, động mới biết là khoảng tầm 66.100 đến 66.800 khoảng tầm này thôi à, nhưng mà phải đẩy lên một nhịp để gặp SM50 trên khung 4 giờ cũng như là gặp cái vùng kháng cự hiện tại và sau đó nó sẽ rớt xuống à, target đầu tiên như mà nói rồi 56.800 đến 59.000 vùng giá thứ hai mà 56.800 không giữ được thì nó sẽ rơi về vùng giá khoảng 51.000 đến 53.200 khoảng tầm đó nha mọi người ha ok những anh chị nào mà chúng ta muốn cập nhật nhanh gọn lẹ hơn liền ngay và lập tức giống như mỗi ngày như thế thì các anh chị có chúng ta có thể gặp nhau ở trong một buổi vip những anh chị nào muốn cập nhật thông tin nhanh gọn lẹ như vậy thì hãy gọi ngay vào số phone số hotline là 866 212 3389 hoặc là truy cập website mà com Ok rồi bây giờ mọi sẽ bắt đầu coi cho tất cả mọi người Bitcoin thì mình có một cái trade plan như vậy ha uh, Thôi bây giờ mình coi thêm Dogecoin đi tại vì hôm nay cái ngày hôm nay á là chúng ta uh, có phải là chúng ta cái thay đổi chúng ta nói về do score đúng không? thì giờ chúng ta nói về do score ha do score vừa rồi đây mọi người nè, hôm trước á do score một expect nè đó nó đi lên một nhịp cả 30 chục lúc đó một expect là gọi là khúc này là rising wedge mà đã nói với các anh chị và các bạn trong những video lần trước rồi ok rồi, khúc này là Ra rising wedge nè ok rising wedge nghĩa là đi lên mẫu hình sẽ rớt nhưng một mà không một một expect là lên để nó lừa thị, thị trường nó lừa cho rất nhiều người vào nữa rồi sau đó mới rớt nhưng ai ngờ đâu nó lên chút xíu nó rớt rồi ok và target bộ đưa ra là khoảng tầm, a à, 12 c 8 dạ vâng thưa mọi người nó về tới 12 c 5 ok và lúc đó một lệnh short của mẫu một chút khoảng tầm 13 cent mấy á, 13 cent phút này nè, là ăn từ trên này xuống nè, ăn từ phía trên này xuống nè. All the way như vậy cái cây này ăn rất đã luôn hình như còn nhớ ông lầm lệnh đô uh, lúc đó mà ăn bốn năm ngàn phần trăm á ok ở trong phần vip profit một cái post đó thì các anh chị cứ thể vô đó mà coi ha chúng ta vô coi thêm thì hiện tại bây giờ nếu mà đúng như nó sẽ nếu, nếu nó rớt nha nếu rớt thêm một lần nữa nha thì vùng giá chúng ta có thể mua cho đô để chúng ta swing cho năm sau nè vùng giá một thấy vùng giá đẹp nha là khoảng tầm là 11.7, 11.8 nha. Mà nghĩ rằng 11.8 đẹp nè. Ok. một expect là có thể là sẽ về tới 11.8 nè. Đó. Lúc này nó có thể là do score nó sẽ về 11.8 sẽ đẹp nhé. Ok, rồi chờ một xíu cái nè. Ok, rồi. <laughs> một expect là có thể nó về tới 11.8 nha mọi người, thì giống như một nói giống như con uh, bitcoin rồi, khúc này khung 4 giờ của Dogecoin đó, đó đang muốn tạo double bottom nè, mọi người thấy không? khúc này á thì có thể đẩy lên một nhịp đây, mẫu thì mọi thấy nó đi như thế này nè, cũng tương tự với lại uh, thằng bitcoin thôi, Expect có thể đẩy lên một nhịp nè, vùng giá maybe 16.6 xong rớt nè, rớt về cả 11.8 là đẹp nè. Ok, rớt về 11.8 là đẹp luôn 11.8 thì có SMI 50 không 3 ngày nè, có thể sâu hơn chút xíu Cậu 11.5 đến 11.8 nha mọi người nha, khoảng tầm đó nha Thì bây giờ để chúng ta cùng nhau chúng ta dùng cái Fibonacci Retracement để chúng ta coi thử coi Đó, đôi score nó sẽ về tới vùng giá nào là hợp lý nha Ok, vẽo 12.8 là nó chạm rồi nè mọi người thấy không nó chạm rồi nhưng mà mẫu hình kiểu này á là còn xuống nữa nha có thể còn xuống nữa mặc dù bây giờ Dogecoin nó đang có vùng một cái vùng hỗ trợ là khoảng 12 cent tới vùng giá 14 cent 3 là cái vùng hỗ trợ của thằng Dogecoin nhưng mẫu thì mẫu expect có thể nó sẽ rớt xuống 11 cent 8 nha Dogecoin vẫn có thể còn một đợt drop nha drop nhẹ thôi có thể có thể giật một cái râu xuống rồi rút chân lên nghĩa là anh chị nào mà chúng ta mong muốn chúng ta sợ là nó về maybe nó nhanh quá chúng ta không kịp vào á thì chúng ta có thể đặt những cái lệnh limit. Mẫu hay mẫu sẽ mẫu sẽ cho các anh chị cái vùng giá dao động mà đẹp cho con Dogecoin sẽ từ 11 sen 1 đến 12 sen 8 là từ 0.1 uh, 0.618. Fibonacci retracement và 0.5 Fibonacci retracement. Ok, thì mẫu nghĩ cái vùng giá này là đẹp nè. Chúng ta có thể rải từ từ nha. <laughs> ok, những anh chị nào mà muốn gọi là thử vận may thì chúng ta có thể rải thêm một nhịp ở 10 cent à, một nhịp, 10 cent thì mọi chúng tới maybe 10 nha yeah. nếu anh chị nào muốn chúng ta có thể rải thêm một cái lệnh mua ở 10 cent nhưng mẫu thì mẫu nghĩ tới khoảng tầm 11 cent là, là, là bao rồi 11 cent xuống dưới này sai quay nhẹ một nhịp bắt đầu nó lấy đà đi lên lại nhá mà có thể lần sau nó sẽ lên tới lần sau thì có thể nó lên tới um, 30 cent luôn á đợt này thì có thể là chưa chưa được ha. Nhưng mà yeah, Docoy có một extract bao xa một nhịp nè. Khoảng xa 3 lên một nhịp khoảng tầm yeah, 16.6 16, xong rớt về khoảng uh, 11.8, 11.7 và 11.8 khoảng tầm đó. Ok. Đây. Hợp lý rồi. Còn nếu mà sâu hơn một nhịp nữa thì khoảng tầm 11 11.1 nhé. Ok. Thì đó là cái góc nhìn của một cho con Docoy nó, nó, có thể nó, nó đang có chiều hướng bao nhẹ lên một nhịp nè Excuse me. nhưng mà có điều á nhưng mà có điều nó vẫn khung 4 giờ của con đô coi nó vẫn cho chúng ta thấy một cái dead cross rồi nha SMA 50 cắt xuống SMA 200 rồi cho chúng ta biết nó là xu hướng giảm Ok nó là xu hướng giảm nha nên chúng ta cần cẩn thận xíu nha đánh lon thì đánh, đánh lon thì chúng ta canh chúng ta ăn chúng ta chạy nhá yeah. Còn vùng giá đẹp mà để chúng ta mua chúng ta xuyên cho năm sau thì mọi nó rồi khoảng tầm 11 cent đến 12 cent 8 mình rải lệnh nha chứ không có all in một lệnh nha không bao giờ all in một lệnh nha và chúng ta rải và lúc nào phải chừa tiền lại tại vì sao lỡ nó xuống tới 10 cent nó xuống tới 9 cent thì sao lỡ nó xuống tới 9 cent 2 thì sao thì chúng ta chúng ta chừa tiền để chúng ta DCA nhớ nha đừng bao giờ mua all in hết tiền lúc nào mình cũng phải dự phòng ra một phần để lúc để những lúc nó lỡ nó rớt xuống giá đẹp thì mình vô mình mua ok ha rồi ok bây giờ một sẽ bắt đầu coi cho mọi người nè một coi sẽ cho uh, maybe cố gắng nhanh gọn lẹ nhé chúng ta sẽ là qua live trade free chúng ta có lệnh trực tiếp luôn để chúng ta kiếm tiền Đó, những anh chị nào mà chúng ta chưa có biết live trade free ở đâu như thế nào thì chúng ta hãy nhấn vào cái link ở trong phần live chat kìa live chat kìa là tham gia live trade free stock crypto ok chúng ta nhấn vào đó để chúng ta được dẫn qua phần bên Discord à, Tí nữa trong vòng 15 phút nữa thôi là chúng ta qua đó chúng ta cùng nhau live stream với nhau Ok ha Rồi Đầu tiên <laughs> Hello mọi người này đây, thank you mọi người, chúc sức khỏe nha, thank you rất là nhiều à Đúng là một rất là cần tại vì tiền có bao nhiêu bao nhiêu mà không có sức khỏe nó cũng vậy à, okay. à Nhớ nha mọi người nên những lời chúc sức khỏe à mẫu rất là chân thành cảm ơn ừ, rất chuyên, thật sự đó là cần à, rồi go đến bao nhiêu và như thế nào trong tuần này hả ok go hôm trước go một nói lên bao nhiêu ta Ủa, lúc trước lúc trước một nói lên bao nhiêu hả À, trời ơi, đây mọi người ơi Go lúc trước nè anh chị nào anh chị nào mua nè thấy không Go lúc trước một cho là hôm trước một nó lên tới 2167 một kêu lên bao nhiêu 2466 trội vừa rồi nó lên 2430 những anh chị nào mà bắt đi theo cái lệnh này của mẫu á Ok là ăn hơi bị đẹp luôn nha đến đây thôi là ăn 12 phần trăm rồi 12.26 phần trăm rồi và câu hỏi là sẽ lên đến bao nhiêu mà như thế này trong tuần này hả tuần này thì bọn thấy có thể là go xuống một nhịp nhẹ nha go sắp tới thì bọn expect nó sẽ đi như thế này nè go có thể là nó sẽ đi xuống một nhịp nhẹ nè Để xuống vùng giá khoảng tầm là 2317 nè có thể sâu hơn một chút xíu là 2283 nè có thể là 2283 nha rồi bắt đầu đẩy tiếp nè để tiếp thì một expect có thể lên tới hai rưỡi á maybe trong đợt tiếp theo nha uh, bao nhiêu nhà câu hỏi là go sẽ bao nhiêu như thế nào trong tuần này tuần này mỗi expect nó drop xuống nha ok mẫu thì một expect con này nó sẽ rớt xuống vùng giá tuần này thì có thể nó rớt khoảng tầm tới uh, hiện tại là hai ba tám đúng không tuần này thì có thể nó rớt về hai ba hai mươi ở tuần sau thì có thể rớt xuống vùng giá hai hai tám mươi nha nếu không giữ được nữa thì chúng ta sẽ thấy nó xuống 2250 nha 2250 thì đẹp hơn á mọi người nghĩ 2250 đẹp hơn nhưng mà mọi chị uh, expect nó về 2285 283 trước cái okay, 2283 mà giữ không được thì xuống là 2250 ok nhưng mà nó sẽ đẩy lên một nhịp sống lên tiếp á mọi expect nó lên tiếp nha go sắp tới còn lên nữa nè tại vì sao mọi người tại vì lạm phát nó đang tăng nó tăng trở lại rồi ok thì giống như đồng tiền ngày ngày mất giá thì người ta bỏ tiền vào đâu để người ta giữ cái value giữ cái xuất, giữ cái trị giá của tài sản của họ đó, thì có thể là họ bỏ vào gấu bỏ vào vàng bạc hoặc là họ bỏ vào trong crypto thì những cái đợt như bây giờ đối với mọi thì nó chỉ là đợt pullback bác điều chỉnh giá xíu thôi đó là cơ hội để chúng ta mua thêm vào không có gì phải lo lắng cả Ok giống như lúc trước mọi nói rồi các anh chị nào mua Bitcoin hoặc là tất cả coi khác ở dưới vùng giá lúc mà Bitcoin khoảng tầm bốn mấy ngàn đổ lại xuống dưới á hai mấy ba mấy bốn mấy ngàn á thì chúng ta không cần phải giữ lo lắng gì nhiều ok không cần lo lắng gì nhiều đặc biệt là những anh chị nào mua từ hai mấy ngàn ba mấy ngàn là gọi là thuộc dạng dưới đáy rồi thì đâu cần phải lo ngại gì nữa bây giờ bitcoin bao nhiêu rồi sáu mươi mấy ngàn ok sáu mươi ba ngàn vừa rồi lên bảy bảy mấy ngàn luôn ok nhưng mà nó hồi về cùng lắm nó hồi về khoảng tầm năm chục năm ngàn thôi rồi bắt đầu đi lên lại thì những lúc năm chục năm ngàn đó là cơ hội thứ hai cho cái những anh chị nào đã bị bỏ lỡ thì chúng ta nhớ canh canh chúng ta mua vào ok nhưng mà gold một expect rớt xuống một nhịp về lên ha rồi tiếp theo litecoin litecoin let me see litecoin u uh, litecoin hôm trước một expect nó rớt này ha không rớt từ 101 một expect nó rớt về bao nhiêu chín chục nhưng mà ai ngờ nó rớt tuốt xuống bảy chục luôn ha ai chà, like khúc này thì Ý, sao khung ba ngày sao khung ngày nhìn nó giữ được trò khung tuần giữ được luôn ta không có khi nào bitcoin nó giữ được khúc nãy đi lên luôn không hả hmm. Litecoin vẫn có khả năng nó sẽ đi trò chơi như thế này nó sẽ đi cái trò như thế này ha Litecoin cũng như bitcoin cũng như những con khác một expect có một nhịp bao nhẹ nhưng mà mọi expect Litecoin như thế này nè Litecoin có thể đẩy lên một nhịp nè Maybe đẩy lên vùng giá khoảng tầm 85 đồng xong rớt về vùng giá vùng giá khoảng tầm 63 đồng 12 sau đó đầu mới đẩy nè Ok sau lúc đó mới đẩy nha lúc đó có thể nó đẩy lên vùng giá maybe một sẽ lấy ta ngắn trước đi là 139 đồng nha Ok khúc này nếu nó giữ được khung 3 ngày đến 3 ngày và tạo những cái nến xanh tạo cái base dưới này nè nó sai quay khúc này dưới này khoảng tầm một cách uh, 2 tuần 2 3 tuần gì đó giữ được giá này khúc này là lên luôn Ok À, tuy nhiên nhưng mà mọi người nghĩ rằng giống đi giống như là con bitcoin cũng như những con khác có thể nó sẽ rớt xuống một nhịp rồi lấy đà bắt đầu đẩy lên lại nhé thì là like, litecoin đó là cái trade plan của một trong những litecoin là như vậy ha ok rồi tiếp tục đúng rồi hãy bấm like và share cho giúp mẫu nghe giống như chị chenney như vậy đó like và share buổi livestream ngày hôm nay giúp mẫu nghe ok nq ngày mai như thế nào hả nq ôi trời ơi, NQ đi cũng gần gần chính xác nha. Hôm trước mọi lúc trước một effect về một nhịp nó bounce, nó về hơi sâu nó mới bounce. À. Ok, rồi. Ui NQ khung 4 giờ, ui trời. Ok, NQ một effect nó đi như thế này nè. Khoan nha, ngày mai hả? Sao khó nhỉ? Phải bắt ngày mai à. Ui kêu nhìn chung á là những ngày tới nha nó sẽ đẩy lên một nhịp khoảng tầm là 18 075 sợ rớt nè, rớt rớt về vùng giá khoảng tầm là 17.531 nha, mày biết khoảng tầm này nha, ok, thì ngày mai thì nó bao C nó một expect một hai ngày tới là kêu nó bao C một nhịp lên khoảng tầm 18.775 nè, tầm này ha sao rớt xuống nha nên chúng ta cẩn thận một xíu <laughs> rồi tiếp tục bitcoin mẫu con rổ nãy rồi ha ok à, chain link ok con link rồi con link con link là một con mà bộ không có expect lên là... oh ok chain link hôm trước lúc trước đó, thì mẫu kêu nó đi lên nè không nó lên được nửa đường rớt ok nhưng mà đợt vừa rồi nhá nhưng đợt vừa rồi chúng ta bắt con Chenlin mẫu kêu là 17 đồng 69 xu, 70 xu á, mẫu kêu nó về 15 đồng 22. Ôi nó rớt tuốt cũng 11 đồng 47 nè. Thì cũng như tương tự thôi, nhưng mà Chenlin có vẻ như mẫu không Chenlin ở Chenlin 3 ngày thì cũng ok đó. Không tuần thì nhìn cũng ok đó nha. Hừm. Chainlink link nó drop hơi một thấy là cũng một được rồi chứ không drop nữa đâu nhưng có thể nha có thể sẽ rớt xuống một nhịp nữa test lại một nhịp nữa Chainlink có vẻ như không có muốn vào xuống hả Căng càng dữ ta Ok, mỗi một extract con chain như thế này nè. Chain có thể là sẽ bao lên một nhịp khoảng tầm là 14 đồng lẻ 4 xong rớt nè. Rớt về vùng giá khoảng tầm 11 đồng 3. Một nó rớt không quá nhiều đâu, nó rớt cả tầm đó thôi. Rồi bắt đầu nó bao sinh lại á. Let's see nha mọi người, chờ một xíu cái nha. Ừ, thấy không? Mọi người cũng đúng rồi đó không một sẽ phát nó về nè vừa rồi nó chạm ở vùng giá là ở Fuji extension ở 1.618 rồi sau đó bắt đầu nó rút cái chân không đó, thì thường khúc khoảng tầm này là khoảng tầm người ta bắt đầu chốt lời lệnh short Ok chắc là lệnh short thì expect nó sẽ về nó test lại vùng giá một lần nữa có thể tạo double bottom khúc này và đẩy lên nha ok nên expect nó sẽ bao một nhịp nhẹ nè nhẹ xong rớt tiếp nha thị trường vẫn còn đợt rớt nha chứ không có đừng đừng có vội all in đội vội mua này kia nha mọi người đi chợ từ từ là mình mua từ từ ok chứ chúng ta không nên all in tuyệt đối không bao giờ all in bất cứ một lệnh nào nha, bất cứ một con nào dù là bitcoin nó mạnh cỡ nào chúng ta vẫn không thể nào all in chúng ta phải trừ và quản lý vốn của mình quản lý cái size của mình cho đi cho hợp lý nha ok rồi tiếp tục link rồi like rồi ok Shiba Shiba rồi, Shiba Inu nè, trời ơi, Shiba hình như cũng về tới nơi luôn mà mọi người, đúng không? Shiba về tới nơi không? Có nào gọi Shiba này, Shiba bên uh, Master, Shiba xem nó rồi, chọn một xíu cái đây. Và sân trước một có vẽ là nó về nhiệm ha. Tức là được check cái nữa, đứng như đây này ok never mind ờ, oh, hôm trước mọi expect oh, actually mọi expect nó về đây giữ nhịp nữa đi bao nha nhưng không nó về hơi sâu rồi nha con này nó về hơi sâu rồi ha nó về tới 18 luôn rồi nè lúc ok hôm trước một mà vẽ một kêu ở trong hmm. 3 kiểu này hả? 3 kiểu này rất là sâu nha c kiểu này rất là mệt nha Shiba kiểu này mà thấy nó còn về tới vùng giá 16 quá nha 16 nha Shiba Ok Shiba mà nghĩ sẽ đi như thế này nè Shiba cũng như những con còn lại mọi xác đợt bao lên có thể nó sẽ bao lên vùng giá khoảng tầm là 0.4024 rớt về nè vùng giá 0 401615 khoảng tầm nữa nha Yep khoảng tầm đó nha mọi người nha. Nhưng mà đương nhiên không phải là một sớm một chiều, cái này sẽ xảy ra maybe trong vòng một 2 uh, 3 tuần á, 2 tuần. Ok, để, nó sẽ cố gắng đẩy lên một nhịp nha, nó sẽ cố gắng đẩy lên một nhịp. Có thể là khúc này nó rất nhẹ để lên lại nè, nhưng mà target của mình vẫn là 24. 0.4 còn 24, sau đó mới rớt xuống vùng giá khoảng tầm 0, số 0 16 nha. Ok nha mọi người, 16 khoảng tầm nữa ha. Rồi, tiếp tục Ether bắt được chưa? Ok, like coi này một coi rồi nè, Ether Rồi, Ether, giờ mình coi Ether nha <laughs> Giờ mình coi Ether nha Ether khúc này expect một được bounce luôn Ồ, oh, Ether bữa mà expect đi lên mà không ngờ nó Nó chơi cho force breakout này không Ether khúc này một expect đi lên một nhịp nhé Đó ok, ether có vẻ nhìn nó nó dễ coi hơn mấy người khác nè. rồi hợp lý rồi, hợp lý rồi ether đánh về hợp đi hơi về hợp lý nè. ether expecting bao c một nhịp khoảng tầm là ba nghìn xong rớt về vùng giá khoảng tầm là 2731, rồi bắt đầu break out nè. break out lên năm ngàn luôn chứ một oh, expect là like ether đi tại vì khúc này nó có falling west nè, nếu chúng ta để. Oh, lại cái. Hmm. Nếu mà như vậy hả? Nếu mà như vậy thì có thể là y ether nó bao bao lên trên này đúng nha, có thể ether bao lên tới vùng giá 3367 luôn á cao hơn luôn nha. Maybe là like. Maybe Ether bao xuống vùng giá 3364 3 có thể ba mạnh á ba mạnh lên một cái sau bắt đầu mới rớt nè Xong lên đây bắt đầu nó rớt ngược là 3.364 Nhưng mà nếu anh chị nào muốn an toàn thì lên khoảng tầm 3270 3270 Và vượt qua luôn thì 3362 đến 3.364 Sorry 3.4 chứ 34, 3462 đến 3464 Rồi sau đó nó sẽ rớt một nhịp nữa về khoảng tầm 2730 nha 2730 đến 2760 khoảng tầm dưới này nè và giữ được đẹp nữa thì đi lên nhé, tại vì một cái bull flag này. Đi lên hút này đi lên chắc một ý lên 5 tới lên đến 5000 nhé. Ok, Thành ra big, sorry, ether mà về vùng giá 2700 hàng 8 hàng 9 3000. Quá 27 hàng 9 đi chẳng hạn là những con số khách đẹp. Đối mọi là như vậy. Tại bữa giờ nó đã rất là lâu rồi nó không về chạm là SM50 hơn 3 ngày và vừa được vừa rồi nó gần chạm nha thì có thể có thể mấy biến nó về tới mấy bí hai ấy là một người có thể về là hai nghìn nha hai nghìn đặt ở một cái hai nghìn đi có thể về tới đó bắt đầu nó sẽ bao nó sẽ đi lên luôn á ok ừ, để coi coi nào tôi check cái nha bốn Ừ. Mm. Ok, yes, nó vẫn còn, sắp đẩy lên đây này nha Yeah, một Express lên lại vùng giá khoảng tầm là 4.800-5.000 nha Một Express Ether sẽ đẩy lên 5.000 á Sau khi nó về khoảng tầm 2.800 nha Nó sẽ về một lần nữa nha, khoảng tầm 2.800 đó, 2.800, sau đẩy lên nữa, đẩy lên 5.000 á nha Và đẩy lên 5.000 có thể ở trong vòng 2 tháng, 2-3 tháng nữa Nhưng mà nếu mà sau Bitcoin halving thì có thể là mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là nhiều Nên khi nó về thì chúng ta tranh thủ chúng ta mua nghe Đã cơ hội đôi khi không đến hai lần á chúng ta canh những cái giá nào đẹp chúng ta mua một okay. khác rồi ok ai 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 lúc trước nói như Ồ, một nói sao ô oh, mọi sáng bao một nhịp là không không bao xu so. rồi thôi ai kiểu này hả AI kiểu này nó còn xuống nữa nha, 19 chín đồng Sao khung ngày xuống như này tạo cây ấy rồi? Ok, mỗi mỗi phát đi thế này nè. Khúc này AI có thể nó bao sẽ một nhịp nhé. Có thể nó bao sẽ một nhịp nè cái này nó bao sẽ probably lên khoảng tầm là 22 đồng 70 cent khoảng tầm đó nha xong rớt về nhịp nữa rớt về nhịp khoảng tầm 10 19 đồng 50 ngủ nhớ không là vậy xong đi lên lại đi lên lại khoảng tầm 24 đồng 88 này. Ừ. Ok, một expect AI nó sẽ đi như vậy nha. Cái này đương nhiên nó không phải đi trong một sớm một chiều nha, cái này đi trong vòng có thể là hai tháng đó nha. Hai tháng đó. Ok. Bây giờ một sẽ coi thêm ba con nữa. À, ba con nữa thôi là chúng ta à, bắt đầu chúng ta qua bên live trade free nha mọi người. Hình như bây giờ mọi người bắt đầu kéo qua bên đó hết rồi. Ok. Rồi, chờ một xíu cái này. OK rồi. Bây giờ ba con nữa nha, Con đầu tiên, WIF nè. WIF. Hmm. Đây. Rồi, ui, WIF hôm nay mình vô mình canh mình sót đẹp luôn ấy chứ. Rồi. Chờ một xíu cái nha. Double check lại nè Mọi mọi thấy là con uh, WIF này á Nó okay. sẽ đi lên, nó sẽ cố gắng đẩy lên một nhịp nữa sau đó drop xuống nha Drop xuống nha mọi người nhé Ok Nó sẽ đi như thế này nè hả lên. Nó đẩy lên một nhịp nhẹ nè, khoảng tầm là 2 đồng 83 xong rớt nè. Rớt xuống khoảng tầm 1 đồng 63 nha mọi người nhé. Khoảng 1 đồng 63 nha. 1 đồng 635 nha, khoảng tầm đó nha. Ok nó sẽ cố gắng đẩy lên một nhịp nữa nè. Rồi sau đó rớt xuống nè. Đó, rớt xuống khoảng tầm này là ok nè. Nhưng mà có thể sâu hơn nha mọi người, 1 đồng 63 mà giữ không được nữa nó có thể đẩy xuống một 1 đồng 12 luôn, nhưng mà một thôi, một mọi không nghĩ nó xuống xuống cỡ như vậy đâu mẫu thì không nghĩ xuống cỡ vậy đâu wow, thế này có thể xuống một đồng 17 luôn chứ nó có khả năng xuống tới một đồng 17 luôn nha mọi người một đồng 63 một đồng số 4 giữ không được thì con WIF là xuống một đồng 17 nha Ok rất có khả năng là như vậy nhé rồi con thứ hai Ripple Ripple là một con bữa giờ là làm mẫu hơi bị thất vọng nhé Hơi bị thất vọng, bay thì không bay. Bay thì nó không bay mà nó toàn đi giật ngược không. À. Kể hôm trước bạn spec một nhịp xuống rồi bao c nhưng mà không. Hiện tại bây giờ mua giá Ripple được hay không? Cũng được. Nhá, cũng được tại vì hiện tại nó đang nén ở nó rớt ngược lại trong cái này nè mọi người thấy không? Trong cái tam giác này xem triangle tam giác cân nè Mà tạm thời khúc này mà giữ được đẹp nè. Có thể là bây giờ nó giữ được khúc này á có thể khung khu, tuần khúc này nó giữ được nhưng mà là khung ba ngày chưa được đẹp lắm nha khung ba ngày có thể nó sẽ xuống nhẹ một nhịp xuống nhẹ một nhịp thôi Thì một expect nó đi như thế này nè có thể con ripple nó sẽ drop xuống một nhịp nữa drop xuống khoảng tầm là maybe nó test lại vùng giá dưới này nhé khoảng tầm là maybe là 40 cent 7 40 cent 8 và sau đó đẩy nè đẩy ngược lên lại nè đẩy ngược lên lại khoảng tầm 50 khoảng tầm là 56 75 xong về bắt test nè 51 cm 50 cm đi 50 cm rưỡi nè bắt đầu break out nè break out lên một đồng này. Ok thì có thể nó sẽ đi như vậy á nhé mọi người nhé Nếu mà mua bây giờ để chúng mua bây giờ Ripple được hay không vẫn được mà mua ít thôi mua ít thôi theo góc độ mà nhìn thấy là mua ít thôi tại vì mọi expect là thị trường nó còn một được dip nhẹ Thanh nó điếp xuống một cái nó giật ngược lên lại thì có thể là nó test lại cái cái đáy cũ của nó thấy không? cái đáy vừa rồi nó rớt xuống được bao cm nào thì dưới này vùng giá 40 cm đến 41 cent là có vùng hỗ trợ của Ripple cũng khá ổn ha thì mọi người sẽ xuống một nhịp nữa lên lại đó bắt đầu break out luôn đó, là đi lên luôn đó nha ok nên anh chị nào muốn thì chúng ta có thể rải rải Ripple từ vùng giá khoảng tầm 40 cent 42 cm rải từ từ gì đó, đó ok rồi còn cuối cùng AMC Ok, AMC AMC <laughs> Trời ơi Ý, AMC khúc này là có bullish divergence nha Hôm trước là một extract nó về một nhịp xong bao nó đúng về thiệt, nó về đúng, nó về thiệt Nhưng nó không bao nó rất tiếp luôn ha Hiện tại bây giờ AMC trên khung này có bullish engulfing Ờ, uh, Cũng như là có bullish diversion Double check trên khung trên khung 3 ngày. Ok, expecting AMC trong vòng 2 tháng tới, 1 2 tháng tới. Nó sẽ đẩy lên vùng giá khoảng tầm là 4 đồng lẻ 9. Hiện tại là 2 72 nè. AMC hiện tại trên khung ngày à, còn còn 1 ngày 19 tiếng nữa nhưng mà nó đang tạm thời tạo một cặp nến piercing trên khung 3 ngày. Piercing là một cặp nến đảo chiều xu hướng. Ok. Và cũng như nè, cặp nến piercing thứ hai có bullish divergence là phân kỳ tăng giá thứ ba trên khung ngày có bullish engulfing ok nến cặp nến bao trùm khá là nhiều thứ cho mình thấy nó đang bullish nó muốn đảo chiều đi lên thì khúc này một expect khúc này nếu mà ai mua con này khúc này là đẹp nè khúc này là đẹp nha AMC đẹp đó ai mua share con AMC khúc này là được đó nha stop loss thì để gần thôi ví dụ Target mình bốn đồng đi bốn đồng lẻ chín đi hoặc cao hơn xíu là bốn đồng bốn chục luôn á nhưng mà target mình stop loss ở bao nhiêu stop loss khoảng tầm hai đồng ba Ok, có nghĩa là gì? Mình 2 đồng 27 thôi. Ví dụ mình risk 40 cent để mình ăn khoảng tầm 2 đô. Risk and reward khá là cao ha. đối với mọi thì một check that risk nhé. Risk 40 cent để ăn bao nhiêu đến 2 đồng là 1 năm lận, ok. Bỏ một ăn 5 Thì why not? Với lại xe mà chúng ta đâu có sợ là mua đừng có dùng đồng 7 nhiều là ok rồi. Ok, rồi. mà biết rằng á <laughs> Bây giờ biết rằng nãy giờ các anh chị cũng comment ở dưới là hỏi khá là nhiều ha Nhưng mà nói rồi là hôm nay chúng ta sẽ live khoảng tầm là nửa tiếng 45 phút thôi Nhưng mà hồi nãy giờ chúng ta live khoảng tầm gần một tiếng đồng hồ Và tại vì sao mà nói như vậy? Tại vì chúng ta sẽ cùng qua bên Discord để chúng ta cùng live trade free với nhau Ở Chúng ta để kiếm tiền từ thị trường bây giờ thì những anh chị nào mà chúng ta chưa biết Discord của mẫu live trade free như thế nào chúng ta hãy nhấn vào đường link tham gia live trade free ở bên dưới để được dẫn qua bên Discord Ok và hôm trước Mậu đã thông báo nhiều rồi thì những anh chị nào mà lần đầu tiên tới với channel của Mậu thì Mậu welcome to my channel Ok và hiện tại bây giờ mọi buổi finance đang run một cái campaign đang run một cái sự kiện đó là muốn giúp đỡ cộng đồng cho quý anh chị và các bạn đặc biệt là những anh chị và các bạn nào chúng ta mới với thị trường crypto và chúng ta sợ bị scam Ok tại vì Mậu sợ cái vấn đề khi mà các anh chị đa phần các anh chị có nhiều đêm là khoảng tầm 10, 10, tính theo giờ bên taxi xịt đi khoảng tầm 12 giờ đêm giờ taxi xịt rồi mà có những anh chị vẫn gọi vào hotline và cần sự giúp đỡ tại vì bị scam bị người ta bị mấy cái tụi thấy nó lừa nó lừa trong cho... có nhiều người thì bị lừa bảy tám chục ngàn có người thì bị lừa vài trăm ngàn Mậu thì Mậu không có muốn chuyện đó xảy ra đặc biệt là cho người việt mình ok và nên vì vậy Mậu đã cho đội ngũ support đó, ra để hướng dẫn cho quý anh chị làm sao chuyển tiền từ nhà băng lên sàn và chúng ta chuyển từ sàn nào qua sàn nào để chúng ta đánh cho hợp lý và thao tác mua bán trên sàn bên spot ok để chúng ta mua xong chúng ta để sao cho hợp lý ok chứ mất công ta nghe người này nghe người kia đừng có nghe người này người kia nói bỏ vô sàn này đánh dễ lắm ăn ăn không này kia nó no, không có chuyện gì mà nó đơn giản như vậy ok rất nhiều các anh chị bị tụi nó lừa bây giờ là gì cái chiêu trò là ok bỏ vô, bỏ 50.000đ vô bắt đầu nó cho rút một hai, ví dụ như 500 000 gì đó cho rút ok. Nó kêu là cứ bỏ vô khoảng tầm 50.000đ ngàn, 100 000 ngàn, ví dụ như vậy. Chúng ta nghe chúng ta ham, chúng ta bỏ ví dụ 50.000đ, chúng ta nó lên 50.000đ, dễ ngon quá. Nó cho ban đầu nó cho rút thiệt đó, nó rút một ít đó Nhưng mà rồi đó làm sao, rồi khi chúng ta bỏ thêm một hai trăm ngàn mà chúng ta đánh lên cả bạc triệu chẳng hạn. Nó không cho rút. Nó nó chơi một cái chiêu trò là các anh chị hay phải đóng thuế cho nó đóng 10 phần bỏ thêm tiền vào 10% phần trăm này kia có nghĩa các anh chị cứ nạp tiền nạp tiền vô những cái sàn scam như vậy là những sàn không chính thống nha nó scam mình mà là cứ nạp tiền chừng nào mới đủ chúng ta đã bỏ quá trời tiền vào rồi đúng rồi. thì nó lừa mình đi cái đó là chúng để tránh trường hợp đó thì các anh chị nên thứ nhất một là mình phải biết cách là mình phải biết những sàn nào chính thống hai là mình được hỗ trợ tư vấn one on one là một một luôn là đội ngũ hỗ trợ bên một Finance sẽ giúp cho các anh chị đó, một một và hoàn toàn miễn phí ok it's free các anh chị có thể book appointment thì có gì tí nữa bên cái chúng ta qua bên discord đi thì các đội ngũ support sẽ post cái link đó ra cho các anh chị để chúng ta book appointment với đội ngũ support bên mẫu finance để giúp cho quý anh chị hết tận tình hơn one on one thay vì một phải làm một buổi livestream giống như tất cả mọi người thì chúng ta không có hỏi được kể okay. chúng ta có nhiều thắc mắc mà chúng ta không biết hỏi và không biết sao không trả lời được tới chúng ta thì sao thì để chúng ta tránh cái trường hợp đó mà đã cho các anh chị tới cuối tháng 6 nha sự kiện này tới số cuối tháng 6 mà thôi vì vậy những anh chị nào cần giúp mà chúng ta chưa biết thì nhớ book appointment liền với đội ngũ support tại vì đang rất đông các anh chị cần giúp nha first come first serve nha mọi người nha first come first serve ai à, tới trước thì được giúp trước ai à, tới sau thì chúng ta chúng ta phải chờ chúng ta phải hẹn những cái ngày khác và đôi khi á, thị trường nó rớt xuống một nhịp như vậy nó cho chúng ta cái cơ hội chúng ta kiếm tiền mà chúng ta chưa có red ready chúng ta chưa có chưa có sẵn sàng để chúng ta chúng ta chưa biết mua bán làm sao chúng ta chưa tiền nó chưa ready trên sàn thì sao đúng không ạ thì để tránh những cái trường hợp nó xảy ra để tránh chúng ta bị bỏ lỡ cơ hội thì chúng ta nhớ là một là gọi vào số hotline luôn 866 212 3389 nói chuyện trực tiếp với đội, trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ bên mộng đó, để cho họ bắt đầu schedule appointment với các anh chị nhưng nên tốt nhất là tiếng nữa sẽ có một cái link book appointment Đó, ở đâu mình cũng phải lấy hẹn và lấy hẹn tại vì bây giờ đội ngũ support thì mẫu bên mẫu cũng có hẹn à, mà bây giờ các anh chị quá đông quá đông người cần giúp ok nên chúng ta hãy cố gắng mình uh, thông cảm mình được cái này là sự kiện hoàn toàn miễn phí mà ok à, thì mình cũng thông cảm cho các bạn hỗ trợ tư vấn viên chúng ta cũng không có quá nhiều nhân lực đó, không có quá nhiều tại vì nhu cầu của các anh chị quá nhiều bữa giờ hotline cháy luôn okay? Thuộc dạng là cháy luôn đó. đó Nên vì vậy chúng ta nhớ bút sớm nha Còn bây giờ một xin thông báo là ngày 22 tháng 4 này Chính là cái buổi đầu tiên của lớp đầu tư crypto toàn diện Thì cái phần mà các bạn tư vấn viên, hỗ trợ viên giúp cho các anh chị á, là hoàn toàn miễn phí á, Thì đó là một phần ở trong cái khóa học đầu tư crypto toàn diện thì những anh chị nào chúng ta mong muốn có thêm nhiều kiến thức ngoài cái việc mà chúng ta biết setup sàn chẳng hạn Chúng ta muốn có thêm kiến thức làm sao vô bao nhiêu tiền set Setup account, chúng ta phải chia account nào cho hợp lý Chúng ta phải có những account nào, có những account nào chúng ta bắt buộc phải có Để chúng ta đi đường lâu, đường dài, chúng ta có lời Ok chứ chúng ta đừng có giống như dồn tất cả vô một account rồi sau đó chúng ta không có rõ ràng Lúc chúng ta trade, lúc chúng ta đầu tư chúng ta không biết đâu là đâu hết À, thường thường như vậy thì chúng ta rất là dễ không còn không có giữ được tiền không có kiếm được tiền luôn à, chứ đừng nói là chúng ta mong muốn giống như là thị trường mặc dù thị trường bull run nó nhưng chúng ta vẫn thua tiền thì sao tại vì chúng ta không biết đúng cách ok rồi làm sao để chúng ta có thể rồi thắng lại một lệnh đã đu đỉnh lỡ chúng ta đã đu đỉnh trong đợt vừa rồi thị trường đẩy lên cái ai cũng u uh, sợ bị bỏ lỡ cơ hội nhảy vô mua chúng ta đu đỉnh thì sao vì bây giờ làm sao để thắng lại cái lệnh đó thì trong bốn buổi đầu một cũng có hướng dẫn luôn và một trong những 40 đầu sẽ có bí quyết đây là công thức của mẫu sáng lập ra thôi không có ở trên mạng đâu mọi người ok thì công thức này công thức độc quyền tại MBF tại Movie Finance thì giúp cho các anh chị làm sao thắng là một lệnh đã ăn à, say, uh, tiếp tục giống như ăn mà không sợ bị bỏ lỡ cơ hội mà lỡ thị trường nó rớt xuống chẳng hạn thì chúng ta vẫn không bị lỗ ok chúng ta sẽ dùng công thức độc quyền này của một ok đó bốn buổi đầu nha bốn buổi sau chúng ta sẽ học cách làm sao để chúng ta uh, trade future chúng ta kiếm tiền hàng ngày mọi người thấy không trong phòng vip profit đó chúng ta có thể nhân nhân 10 cao trong vòng vỏn vẹn có mấy ngày áo xưa là một nhân 15 lần account là cao lận trong vòng khoảng bốn ngày vừa rồi ok tại vì thị trường nó biên độ biên độ dao động nó lớn như vậy thì mình đánh xuống cũng ăn đánh lên cũng ăn nhưng mà phải đánh đúng nha Ok, nếu không đánh đúng thì ca future nó là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp chúng ta nhưng kiếm tiền rất lẹ nhưng cũng khiến chúng ta banh đẳng cao cũng rất lẹ nha. Thì chúng ta phải biết cách thì ở trong club đầu tư group tôi toàn diện 4 buổi cuối thì hướng dẫn đánh future, hướng dẫn cho quý anh chị làm sao mà chúng ta thị trường không cần biết đi về đâu như thế nào chúng ta vẫn tiếp tục có thể kiếm tích lũy khỏi tích lũy tài sản của chúng ta mà không quan tâm thị trường giá cả lên hay xuống như thế nào. Ok. Rồi còn những cái trend hiện tại là cái gì để chúng ta mua, chúng ta đầu tư sao cho hợp lý. Ok thì tất cả mọi thứ trong cái uh, 8 buổi của đầu tư crypto toàn diện bắt đầu vào ngày 20 tháng 4 này. Thì những anh chị nào mà chúng ta mong muốn trau dồi thêm bà, cho bản thân, trau dồi thêm kiến thức để chúng ta uh, chuẩn bị cho cái mùa bull run này uh, và đặc biệt là năm sau là thuộc dạng gọi là đỉnh điểm của thị trường crypto thì chúng ta phải biết cách là lúc nào chúng ta nên chốt lời. Dấu hiệu nào chúng ta có thể chốt lời? Dấu hiệu nào là chúng thị trường chuẩn bị rớt ví dụ như vậy thì trong đó cũng có một cũng có hướng dẫn sơ cho các anh chị à, ngay buổi đầu luôn cơ ngay buổi đầu luôn là chúng ta đã đã biết được rồi ok thì những anh chị nào mong muốn à, có những cái cơ hội như vậy à, trau dồi cho bản thân mình thêm thì hãy gọi vào số phone là 866 212 3389 hoặc là truy cập vào website mộtbuifan.com còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau qua bên discord để trade live trade free cùng với nhau nhé những anh chị nào chưa biết thì chúng ta nhấn cái đường link bên dưới và hẹn các anh chị bên discord Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi kênh Bảo Mùi Finance, nơi đầu tư bài bản và thực tiễn nhất tại USA. Chi tiết về các chương trình thực chiến đầu tư crypto, stock của Bảo Mùi Finance, xin vui lòng truy cập website bảo com hoặc gọi Tony 866 212 3389.